Trong đại nhạc hội sinh nhật Anh ngữ Miss Hoa 11 tuổi, đơn vị chính thức thông báo khởi động quỹ học bổng Anh ngữ Miss Hoa. Quỹ này sẽ trao hàng trăm suất học bổng tiếng Anh với tổng trị giá 1 tỷ đồng tới những sinh viên và người đi làm có hoàn cảnh khó khăn khắp ba miền. Các suất học bổng bao gồm hai loại, suất trị giá 100% học phí và suất trị giá 30% học phí. Học bổng được áp dụng cho lộ trình 6 tháng học TOEIC tại Miss Hoa TOEIC hoặc 6 tháng học tiếng Anh giao tiếp tại Miss Hoa giao tiếp. Quỹ học bổng Anh ngữ Miss Hoa đã được đội ngũ ấp ủ từ lâu và sẽ chính thức khởi động từ tháng 11 tháng kỷ niệm sinh nhật Anh ngữ Miss Hoa tròn 11 tuổi. Chương trình sẽ tiến hành xét duyệt định kỳ hàng tháng để tìm kiếm những hoàn cảnh cần hỗ trợ để chắp cánh ước mơ chinh phục tiếng Anh. Quỹ học bổng Anh ngữ Miss Hoa chính thức khởi động trong tháng 11 năm 2023 nhằm hướng tới những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đối tượng của quỹ học bổng trong giai đoạn năm 2023 đến năm 2024 là sinh viên và người đi làm có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích tốt trong học tập và công tác, có mong muốn học tiếng Anh để nâng cao trình độ. Đặc biệt, những cá nhân năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động cộng đồng hoặc có tài năng nghệ thuật, thể thao, được khuyến khích đăng ký tham gia học bổng. Kết quả đạt được sau lộ trình 6 tháng là 500 cộng điểm TOEIC với người học TOEIC và cấp độ B1 của CFA đối với người học tiếng Anh giao tiếp. Đặc biệt, người nhận học bổng Anh ngữ Miss Hoa sẽ được trao cơ hội trở thành giáo viên, trợ giảng tiếng Anh tại hệ thống IMEP Việt Nam, đơn vị sở hữu Anh ngữ Miss Hoa, nếu đạt điểm chứng chỉ theo yêu cầu và yêu thích công việc giảng dạy. Hình thức học linh hoạt, người học có thể lựa chọn học trực tiếp tại cơ sở đào tạo của Anh ngữ Miss Hoa hoặc tham gia các khóa học online. Do đó, sinh viên và người đi làm không sống ở những tỉnh, thành có sự hiện diện của Anh ngữ Miss Hoa vẫn có thể theo học thuận lợi.